Xin kính chào quý vị khán giả trong nước và quốc tế đã đến với kênh của Người Nông Dân Vui Vẻ. Kính thưa quý vị, như vậy là tối ngày hôm nay thì Ngài Thích Minh Tuệ cùng với đoàn tu hành của chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại địa phận của thành phố Huế xinh đẹp mộng mơ. Vâng, những ngày qua là những ngày mà Ngài Thích Minh Tuệ cùng với đoàn tu hành của chúng ta đi qua địa phận của tỉnh Thừa Thiên Huế với các huyện Phong Điền, Quảng Điền. Và ngày hôm nay, mùng 2 tháng 6 của năm 2024 là thành phố Huế xinh đẹp lung linh chào đón Ngài Thích Minh Tuệ trong một cái tiết trời có thể nói là ấn bình minh, nắng chói chang. Hôm nay thời tiết ở Huế tầm 38 độ và ngày mai thì có thể thời tiết sẽ lên 40 độ trở lại, đợt nắng nóng, gió Lào lại tiếp tục hoạt động mạnh ở khu vực Bắc Trung Bộ từ Nghệ An cho đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Kính thưa quý vị, dòng người đổ về hai bên đường để ngăn đón cũng như nhìn thấy Ngài Thích Minh Tuệ cùng đoàn tu hành của chúng ta rất là đông. Ngài Thích Minh Tuệ được các đồng chí công an, cảnh sát hộ tống đi trên đường. Hai bên đường là dòng người có thể nói là xếp hàng rất là đông. Trong cái tiết trời chiều hôm qua là cơn mưa tầm tã xối xả, ướt hết cả áo cả quần, nhưng đoàn tu hành của chúng ta vẫn bước đi và chúng ta nhìn thấy những đồng chí công an, những đồng chí cảnh sát cùng theo sát quá trình tu hành của hành đầu đà. Vâng, một khung cảnh thật đẹp, những hình ảnh thật đẹp. Kính thưa quý vị, Ngài Thích Minh Tuệ của chúng ta sau một cái chặng đường có thể nói là rất là dài, đi từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, hôm nay thì đến Thừa Thiên Huế với các huyện của tỉnh Bình Trị Thiên Cụ là Quảng Trạch, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình, tiếp theo là huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị, tiếp theo là huyện Phong Điền, Quảng Điền, thành phố Huế, huyện Phú Vang, huyện Hương Trà, Hương Hương Thủy và Phú Lộc của tỉnh Thừa Thiên Huế, kết thúc ở bắc của đèo Hải Vân. Vâng, như vậy là vào ngày mai thì Ngài Thích Minh Tuệ cùng đoàn tu hành của chúng ta sẽ bước đi ở trên địa phận của huyện Phú Vang và hướng Thủy. Có thể nói chặng đường những ngày tới của Ngài Thích Minh Tuệ cùng với đoàn tu hành thì cũng rất là gian nan, trên tiết trời gió Lào cát trắng, thổi mạnh, nắng thì chan chang. Tuy nhiên, người dân xứ Huế, kinh đô của Đức Phật, kinh đô của nền Phật giáo Việt Nam, với những cái tấm lòng hết sức là trìu mến, yêu thương Ngài Thích Minh Tuệ cùng đoàn tu hành. Con người Thừa Thiên Huế hết sức là thân lịch, yêu mến, thân thiện và luôn luôn có sự sẻ chia, cái từ giúp đỡ hết sức là quý báu. Huế cũng là kinh đô của nền Phật giáo Việt Nam, cho nên là các cái giá trị triết lý của đạo Phật thì người dân Huế cũng rất là yêu mến, và đặc biệt ở đây có rất nhiều tu sĩ, có rất nhiều các thầy đi theo. Hiện tại thì chúng ta quan sát Ngài Thích Minh Tuệ cùng đoàn tu hành của chúng ta hiện nay khoảng tầm 70 người. Có thể nói là kiếp tu hành của hành đầu đà đi từ Nam chí Bắc và bây giờ con đường ngược lại từ Bắc chí Trung rồi bắt đầu từ Trung lại chí Nam. Hết sức gian nan với hàng vạn km, hàng ngàn km trong 7 năm qua. Có thể nói đây là một cái kiếp khổ hạnh đầy bi ai, nhưng mà cũng đầy niềm tin, ý chí khát vọng của Ngài Thích Minh Tuệ đối với những cái ước mơ về đất nước thái bình, hạnh phúc, về dân chúng được ấm no, mùa màng thì bội thu, cuộc sống của nền kinh tế Việt Nam để có những sự phát triển đổi thay, dịch bệnh không còn nữa, tình yêu thương của đồng bào đồng chí của các dân tộc ngày càng gắn kết hơn, gần gũi hơn, tinh thần lá lành đùm lá lách, tinh thần yêu thương sẻ chia, lan tỏa tình yêu thương với những giá trị sống tốt đẹp sẽ được lan tỏa trong cái quá trình tu hành của Ngài Hành Đầu Đà. Kính thưa quý vị, Ngài Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Tú, sinh năm 1981, năm Tân Dậu, tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc về Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam.
Thì sau đó thì gia đình rời tỉnh Hà Tĩnh để đi vào sinh sống, làm việc tại tỉnh Gia Lai năm 1994. Ngài Thích Minh Tuệ của chúng ta thì có 3 năm đi nghĩa vụ quân sự với cấp bậc là thượng sĩ, chức vụ là trung đội phó. Và sau đó thì có học tại trường trung cấp nông nghiệp Tây Nguyên. Và sau đó thì có liên thông lên đại học và có làm cho rất một vài công ty về đo đạc địa chính trên địa bàn của huyện Gia Lai. Kính thưa quý vị, cuộc can duyên tu hành của Hành Đầu Đà Ngài Thích Minh Tuệ thì bắt đầu từ năm 2016. Trước đó thì Ngài cũng có tu ở một cái số chùa, tuy nhiên thì thấy không phù hợp, cho nên là Ngài quyết định là Hành Đầu Đà để đi bộ hành từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại. Có thể nói những cái giá trị lan tỏa yêu thương của Ngài Thích Minh Tuệ đến với nhân dân, đến với quần chúng hết sức là tuyệt vời. Hình ảnh của Ngài đã được báo chí quốc tế đưa lên các cái trang đầu, đặc biệt là các cái nước mà có nền Phật giáo phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Pakistan, Afghanistan, cũng như là hình ảnh của Ngài cũng đã lên báo chí của phương Tây, các nước Anh, Pháp và Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, việc đi hàng vạn dặm thực hiện khất thực Hành Đầu Đà của mình bằng con đường chân đất hết sức là gian truân và vất vả, giữa cái nắng chang chang mùa hè đỏ lửa của tỉnh Bình Trị Thiên, nhiệt độ lúc nào cũng trên 40 độ. Dưới cái đường bê tông thì nhiệt độ có thể là 55 đến là 58 độ. Chúng ta để ý rằng các cái phương tiện giao thông chạy trên đường quốc lộ mà thời tiết rất là nóng thì còn nổ lốp rất là nhiều, để chúng ta biết được cái bàn chân của con người đi trên cái đường bê tông thì nó sẽ như thế nào, đường nhựa thì nó nóng cỡ nào. Người dân ở hai bên Huế hết sức là tinh tế, thì một số đã trải chiếu để cho thầy cùng với đoàn tu hành đi qua. Rồi những cái hình ảnh rất là tuyệt vời, đó là hái những cái bông hoa sen tượng trưng cho một cái tình yêu, cho một thử đơm hoa kết trái đẹp lung linh, thì được tặng cho tất cả mọi người khi bước qua. Kính thưa quý vị, Huế là một cái thành phố loại 2 hiện nay. Chuẩn bị vào năm 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được lên là khu đô thị loại 1 và trực thuộc thành phố, trực thuộc trung ương. Với những cái mục tiêu đó thì những năm qua kinh tế Huế đã có một sự phát triển hết sức là vượt bậc. Các ngành về du lịch, dịch vụ có mức tăng trưởng rất khá. Huế là nơi có rất nhiều hệ thống các trường đại học, nào là Đại học Sư phạm, Đại học Y, Đại học Kinh tế, rồi Đại học Khoa học Tổng hợp, Đại học Nông lâm và một số các cái trường đại học khác nữa. Huế cũng là cái nôi của nền giáo dục Việt Nam cũng như là nền y học của Việt Nam. Huế là mảnh đất kinh đô dưới thời của nhà vua Nguyễn Phúc Ấn, tức là vua Gia Long, từ năm 1802 đến năm 1945, nên Huế có rất nhiều, trải qua 143 năm dưới rất nhiều triều đại của nhà vua, cho nên là Huế có rất nhiều lăng tẩm, hết sức là đồ sộ của các cái vị vua chúa. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy ví dụ như là lăng của vua Khải Định này, lăng của vua Minh Mạng này, rồi Từ Đức này, rất nhiều. Kính thưa quý vị, nói đến mảnh đất Huế thương thì chúng ta luôn luôn nhắc đến dòng sông Hương hết sức thơ mộng, bên cầu Tràng Tiền rồi cầu Mới. Và cho nên là những cô gái Huế thì trong chiếc nón bài thơ, tà áo dài, đứng bên cầu Tràng Tiền nhìn về dòng sông Hương thơ mộng, một hình ảnh hết sức là đẹp và quyến rũ. Nói đến người Huế thì chúng ta nói đến các loại đặc sản nổi tiếng, nào là bánh lọc này, bánh canh này, mè sừng này, rồi các loại món ăn của Huế này, cơm sườn, cơm gà, rồi bún riêu. Nói chung là nói đến ẩm thực của Huế thì không thể ai có thể là chê được. Huế là cái nôi của ẩm thực Việt Nam. Dù đi đâu thì con gái Huế với bàn tay dịu dàng, khéo léo và rất chăm chỉ. Nói đến chuyện nấu ăn, nữ công gia chấn thì con gái Huế là thật là tuyệt vời.
Kính thưa quý vị, nói về những cái nét đẹp của người Huế thì một cái yếu tố mà tất cả quý vị đều rất thích đó là tiếng Huế. Kính thưa quý vị, xin chào quý vị đã đến với mảnh đất và con người Huế thân thương. Kính thưa quý vị, dòng sông Hương thơm mộng của tỉnh Thừa Thiên Huế là một nét đẹp tuyệt vời. Ngày hôm nay, mảnh đất và con người Huế rất vinh dự và tự hào được chào đón Ngài Thích Minh Tuệ cùng với đoàn tu hành của chúng ta đã đi qua địa phận các huyện Phong Điền, Quảng Điền, trung tâm thành cổ Huế, thành phố Huế. Tiếp theo sẽ là huyện Hòa Vang, Phú Vang, Hương Thủy, Hương Trà và cuối cùng là huyện Phú Lộc ở bắc của đèo Hải Vân, tiếp giáp với thành phố Đà Nẵng. Với những người con của Huế thân thương, nơi ở kinh đô của Phật giáo Việt Nam, thì tất cả các chúng sinh và Phật tử ở nơi đây hết sức niềm nở và hạnh phúc, vui mừng vì sự hiện diện của Ngài Thích Minh Tuệ cùng với đoàn tu hành trong một cái không khí có thể nói là vui tươi, ấm áp tình người. Bầu trời Huế chào đón Ngài Thích Minh Tuệ trong một tiết trời có thể nói là dịu mát và một cơn mưa tầm tạ như xua đi, buông bỏ đi những cái khổ đau, những cái điều còn chưa hài lòng, vứt hết và cởi trói tất cả những gì mà con người còn vương vấn để thanh lọc bản thân, làm mới con người chúng ta và mở ra một cái chặng đường mới tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, trời đất giao hòa, con người cùng giao thoa, người dân Huế hết sức là háo hức, nhiệt tình và thân thiện. Vẻ đẹp thanh lịch của Huế chào đón Ngài Thích Minh Tuệ cùng đoàn tu hành trong sự trật tự tôn nghiêm. Các đồng chí công an cảnh sát ở đây hết sức nhiệt tình và trách nhiệm với một tinh thần là để cho con đường tu hành của Ngài Thích Minh Tuệ cùng với đoàn tu hành được thông thoáng, thông suốt, tiến về phía trước. Kính thưa quý vị, mảnh đất Huế và con người Huế luôn luôn giàu tình cảm dạt dào và bao la với những cái triết lý tốt đẹp của nền đạo Phật. Và đây cũng là cái mảnh đất của đạo Phật. Người Huế, con người Huế thì luôn luôn dịu dàng, luôn luôn nhẹ nhàng, mở lòng từ bi, hỷ xả để chào đón quý Phật tử cùng với Ngài Thích Minh Tuệ khi đặt chân qua mảnh đất Huế thân thương. Vâng, kính thưa quý vị, nói đến chất giọng của Huế thì có thể nói là quý vị cũng đã nghe hết sức ngọt ngào. Tùy vào người ở trung tâm thành phố Huế hay là ở các huyện của thành phố Huế, nhưng mà giọng Huế khi cất lên thì tất cả chúng ta đều biết đến. Và chúng ta thấy đấy là một cái nét đẹp ngôn ngữ thân thương mà thuộc về đặc sản của Huế rồi. Kính thưa Huế, kính thưa quý vị và các bạn, nếu một ngày mà tất cả chúng ta đều nhìn ngó về bầu trời tương lai với những điều đẹp đẽ hy vọng, thì chúng ta luôn luôn có niềm tin và sức sống về những triết lý của đạo Phật, trong đó tình yêu thương, sự nỗ lực, tinh thần phi thường, dám nghĩ, dám làm, chịu thương, chịu khó, vượt qua những cái khổ đau, thì chúng ta sẽ dần được những cái kết quả toàn thắng, những cái kết quả như mong đợi. Con đường tu hành là con đường tuyệt vời, giác ngộ đạt đến căn nguyên của chân, thiện, nhân. Và con người tu hành cũng buông bỏ tất cả những gì còn vương vấn về vật chất, về tinh thần trên con của người của mình để đạt đến cảnh giới của sự giác ngộ, của sự giải thoát và trở thành một cái vị chân tu vĩ đại. Ngài Thích Minh Tuệ đã truyền cảm hứng. Thưa người nông dân, xin kính chào quý khán giả bốn phương. Kính thưa quý vị, như vậy là vào lúc 15 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2024, Ngài Thích Minh Tuệ cùng đoàn tu hành đã đặt chân đến địa phận của tỉnh Thừa Thiên Huế, tại huyện đầu tiên về phía Bắc là huyện Phong Điền. Kính thưa quý vị, tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích gần
5.000 km², với dân số vào khoảng 1,3 triệu người. Trung tâm hành chính gồm có thành phố Huế, các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Hương Thủy, Hương Trà, An Lưới và Nam Đông. Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế là một tỉnh có chiều dài tầm hơn 100 km dọc bờ biển thuộc Bắc Trung Bộ. Những năm qua thì thành phố Huế đang được nâng lên là khu đô thị loại 1 quốc gia vào năm 2025. Như vậy là địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đã chào đón Ngài Thích Minh Tuệ cùng đoàn tu hành trong một cái cơn mưa chiều khá to. Kính thưa quý vị, bầu trời Huế vào thời điểm này bây giờ tầm 35 độ, thời tiết khá mát mẻ. Huế là cố đô của Việt Nam chúng ta, bắt đầu từ thời Chú Nguyện, tức là Nguyễn Phúc Ấn, vua Gia Long vào năm 1802 đến năm 1945. Huế là tỉnh có rất nhiều chùa chiền miếu mộ lăng tổng của các vua chúa. Bình Tề Thiên là ngày xưa là một tỉnh có chiều dài hơn 300 km. Từ khi tất tỉnh 1989 đến nay, thành ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, thì Thừa Thiên Huế là tỉnh phát triển nhất trong ba tỉnh này. Kính thưa quý vị, Huế là kinh đô của cả nước của chúng ta, gắn liền với những nét văn hóa, lịch sử độc đáo. Ẩm thực của Huế hết sức là ngon, du lịch của Huế hết sức là phát triển. Người con gái Huế hết sức là thanh lịch và dễ thương. Chúng ta đã thấy, nghe những cô gái Huế bên dòng sông hương thơ mộng trên cầu Tràng Tiền với những chiếc nón lá thật tuyệt vời. Vâng, có thể nói đoàn tu hành của chúng ta đã đi vào địa phận của tỉnh Thừa Thiên Huế, với huyện đầu tiên sẽ là Phong Điền, tiếp đến đó là huyện Quảng Điền và đi vào thành phố Huế. Sau đó thì đi qua các huyện Phú Vang, rồi đến Hương Thủy, Hương Trà và cuối cùng là huyện Phú Lộc, giáp với đèo Hải Vân của thành phố Đà Nẵng. Nhìn đoàn tu hành đi, chúng ta để ý rất đông. Hiện tại thì đoàn tu hành đi cùng Ngài Thích Minh Tuệ có khoảng gần 80 các cái sư. Hai bên đường thì chúng ta để ý có rất nhiều miếu mộ lăng tẩm. Huế là nơi mà có miếu mộ lăng tẩm hết sức là đẹp. Những nghệ nhân của Huế gắn liền với tên tuổi của các miếu mộ chùa chiền lăng tẩm, vừa đồ sộ vừa mang tính kiến trúc độc đáo, thể hiện tay nghề của các cái thợ ở đây hết sức là cao. Người dân ở hai bên đường quốc lộ địa phận của huyện Phong Điền và Quảng Điền tiếp đón Ngài Thích Minh Tuệ cùng với đoàn tu hành rất đông, đặc biệt là tại cây cầu Đền Thà này, nơi chúng ta để ý là giữa đường quốc lộ và hệ thống đường sắt Bắc Nam của chúng ta chạy qua giao với nhau. Kính thưa quý vị, có thể nói thời tiết những ngày tới sẽ là những cái cơn mưa dông vào buổi chiều, sáng thì trời nắng rất là to, cho nên là cái sự thay đổi về nhiệt độ cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của các thầy. Chúng ta mong rằng bản chân tu hành của Ngài Thích Minh Tuệ cùng đoàn tu hành sẽ mẩn chân, mẩn trí, mẩn sức tiến về phía trước trong sự cổ vũ động viên hết sức là nhiệt tình của bà con cô bác hai bên đường, cũng như những người yêu mến quý trọng thầy. Kính chúc cho thầy luôn luôn nở nụ cười, bình an và hạnh phúc trên dặm đường đi của mình.